Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Quốc Võ đang ngồi tại quán cà phê Z Cà Phê. Z Cà Phê, một trong những quán cà phê mà nổi tiếng nhất của vùng Bonsa, Lý Đô Sài Gòn. Thì hôm nay Quốc Võ đang chuẩn bị với bạn và người bạn làm một cái talk show nói về ngày Past the Day. Cùng lúc đó thì sẽ nói về cái show ra mắt MV và CD của Quốc Võ tại vũ trường Đu ngày 7 tháng 6. Thì hôm nay thì mọi người rất là vui. Cũng nói chung là cũng ăn xong, vừa mới ăn xong một cái tô nó gọi là miếng gà rồi. Đây nè, tô miếng gà rất là ngon đó. Thì chúng tôi đang, cái quán hiện tại nó đang hơi vắng khách cho nên có khỏi cái được quyền này đi tới lui thoải mái. Và tôi sẽ set up cái máy quay để chuẩn bị vào cái show. Đây là những cái máy quay chúng tôi vào cái show. Và một cô host MC rất là duyên dáng, tên là Trúc Linh, một trong những MC nổi tiếng của vùng Buôn Xa Lưu Sài Gòn đó. Em nói một hai câu đi em. Hai mọi người. Nữa. Để dành chút xíu nữa nói. Ok. Thì đó là một trong những MC cho chuẩn bị vào cái show. Còn đây là một nhà make up artist rất là nổi tiếng của Bosa, đó là Hương Nguyễn. Và hiện tại bây giờ cô đang kinh doanh một cái món đồ rất là giá trị, đó là trầm hương. Và bên đây bên cạnh là bà Lý Đức Tiến. Giống như Minh Hòa liền đây, trầm hương. Đó là Minh Hòa, đây là trầm hương. Rất là may mắn nha quý vị, rồi muốn có sự may mắn là phải gặp ngay trầm hương, muốn làm đẹp cũng gặp bà Hương luôn. Hai trong một. Mà bây giờ chết em nhiều quá, em lấy hết khách của chúng ta rồi, bây giờ ai chịu nổi em đó. Nói một câu đi cưng. Hai. Chào anh Quốc Võ, chào anh Đức Tiến. Nói gì giờ? Chào khán giả, chào anh Chi. Chào khán giả. Nói một câu về trầm hương của em đi. Hiện tại là Hương Nguyễn có kinh doanh trầm hương. Nhưng mà Hương đã làm 2 năm rồi, nhưng mà bây giờ mới làm chính thức là khai trương mạnh ở trong đồng người Việt mình ở Cali này. Thì hy vọng là quý vị ủng hộ nha. Ai muốn lucky, may mắn, sức khỏe thì cái trầm Hương Nguyễn nha. Xô ngày đêm luôn, muốn dọn nước tiếng xô ngày đêm luôn đó. Không mà thật sự là nói là tiếng là người đạo Thiên Chúa mà thường người bên đạo á. Này nó thật sự luôn, phải là định hương hay là khen hương gì. Mà thường người bên đạo người ta ít có tin cái chuyện về phong thủy lắm. Nhưng mà mình giống như là đối với người Việt Nam vẫn thường cái câu đó là có kiên, có cử thì có lành, có tin thì có được. Mà bản thân Tiến thì cũng thật sự là lúc đầu mà làm quảng cáo cho Hương, rồi Hương nói anh Tiến lấy cái này đeo đi, rồi Tiến cũng đeo, thì cũng nghĩ là thật sự nó rất là đẹp, lên rất là sang, rất là đẹp, mà đi đâu ai cũng hỏi á, ai cũng thích hết á. Nhưng mà khi mà đeo cái này trong vòng khoảng chừng tuần đến 10 ngày á, là tự nhiên mình thấy là tất cả những khách hàng cũ, khách hàng mới đều gọi Tiến ơi làm quảng cáo cho chị đi, chị đang cần em làm show, Tiến ơi bút show cho em nha. Đó, nói chung là rất là đặt hàng. Nói chung là mình khi mà mình có lòng tin thì nó sẽ đem tới may mắn cho mình. Còn riêng về Quốc Võ thì sao? Quốc Võ cũng có một cái dòng. Mà cái dòng này nó rất bự quá. Cái dòng này rất đặc biệt luôn. Cái dòng này nó mắc tiền hơn hai cái dòng của hai bạn kia đang đeo. Luôn là chặt chém nhau hả? Ủa nhưng mà dòng anh Quốc là phải đặt riêng cho nên mỗi lần mà Quốc Võ đeo cái dòng này vô trong vòng mấy năm nay thì xô đều xô quá cho xô, mà xô nào cũng tự bỏ tiền túi ra hết á. Đó thì quý vị thấy không? Cái dòng Quốc Võ này là rất là đặc biệt luôn, nó rất đẹp luôn. Đó, đây. Thì đó là Hương Nguyễn, còn bây giờ là nói về CD Quốc Võ Tạ Ơn Đời. Thì đây là cái CD Quốc Võ Tạ Ơn Đời đó. Thì quý vị nào ở vùng Lý Đô Sài Gòn hoặc là các địa bàn khác muốn order CD này thì liên lạc trực tiếp với Quốc Võ qua Facebook. Đó, thì Quốc Võ sẽ gửi đến tận nơi mà quý vị mua trên từ 10 đĩa trở lên thì Quốc Võ sẽ free shipping. Còn nếu Quốc Võ mua mà số lượng lẻ, mua lẻ đó thì cái tiền shipping chắc cũng chừng mấy đồng thôi, chứ không có nhiều lắm đâu. Thì cái CD này là mỗi CD có quả bán là $20. Và nếu như mà quý vị mua thì toàn bộ 100% số tiền từ này sẽ vào trong quỹ từ thiện của Trái Tim Việt nha các bạn nha. $20 này cho tất cả cho hội từ thiện Trái Tim Việt. Đó. Để giúp cho trẻ em mồ côi và người già nên là già neo đơn. Thì mong rằng quý vị hãy ủng hộ Quốc Võ nhiệt tình nha. Đây là quán cà phê Z Cà Phê, rất là nổi tiếng của vùng Lý Đô Sài Gòn. Thì phong cảnh rất là đẹp. Cái background này chuẩn bị quay show nè. Đây là camera thu hình áo luôn, chắc cái áo này nè. Đó, đây là camera chính của chúng tôi ngày hôm nay. Đang setup máy. Anh Hùng. Anh Hùng là một trong những camera rất là nổi tiếng của vùng Mosa, nhưng mà anh rất là nhiệt tình, tính anh rất là vui vẻ hòa đồng. Cái này mọi người ai cao rồi. Quảng cáo cho cái tiệm cà phê của mình nào đó.
đó, đây là bà chủ quán cà phê đây đó. Bà chủ luôn, manager của bà chủ luôn. Chủ dễ thương nhất bao xa làng Z cà phê number one. Thank you. Ở đây chỉ có những món đặc biệt, món đặc biệt nào chị? Cơm chế khâu quẹt. Cơm chế khâu quẹt gì nữa? Bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm. Và một cái món chả cá thì là nếu ai muốn ăn bò đẻ, bò đẻ theo cái kiểu steak và kiểu của Việt Nam thì ở đây. Wow, thích sảy luôn ha. Dạ, chị quán chị mở cửa mấy giờ sáng chị? Dạ, 7 giờ rưỡi sáng đến 7 rưỡi tối. Đúng rồi. Như vậy là 12 tiếng một ngày, từ 7 rưỡi sáng đến 7 rưỡi tối là quán Zee Cafe tọa lạc trên đường Bonsa trong khu Kết Plaza nha. Quý vị nào mà dân ở Bonsa hoặc là dân ở địa bàn khác tới chơi thì buổi đoàn ghé cà phê Zee trên đường Bonsa là sẽ có những cái món ăn rất đặc biệt và cà phê rất là ngon. Một lần nữa xin chào tạm biệt quý vị và chúc cho các bạn một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc. Hẹn gặp lại nha.